Chào các bạn, chào các em. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các em học bài số 4, công của lực điện. Thầy nghĩ rằng đây là bài khó của chương số 1 này. Các em cần phải nắm cho rõ bài này nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về công của lực điện. Thì các em biết rằng một vật mà được thực hiện công khi mà có lực tác dụng lên vật đó. Vậy một điện tích mà muốn thực hiện công cho điện tích thì phải có lực tác dụng lên điện tích. Vậy nếu mà điện tích đặt trong điện trường thì lúc này lực điện trường sẽ tác dụng lên trên điện tích và làm cho điện tích thực hiện công. Vậy là công của lực điện đã thực hiện công cho điện tích đó. Trong bài học này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về công thức tính công của lực điện tác dụng lên điện tích ha. Cụ thể là khi một điện tích Q đặt trong điện trường đều. Các em lưu ý điện trường đều là gồm các đường sức song song một cách đều nhau và cường độ điện trường tại mỗi điểm trong bên trong đều như nhau hết, đều không đổi ha. Có điện trường là E. Lúc này điện tích này đặt trong điện trường chịu tác dụng của lực Coulomb là lực F. F này chính là lực điện làm cho điện tích chuyển động ha. Dọc theo đường sức luôn. Trong trường hợp này là điện tích Q này chuyển động dọc theo đường sức theo phương chiều của đường sức, cũng là phương chiều của lực F luôn. Tại vì Q nó dương. Thông qua công thức là gì? Vectơ F bằng Q nhân vectơ E. Chào. Trong trường hợp này chúng ta thấy rằng điện tích chuyển động theo phương đường sức nên các em có công thức lớp 10 các em học công thức tính công A bằng F nhân S cos alpha đúng không nào? F nhân cho S nhân cos alpha. Đây là công thức tính công. Trong đó alpha là gốc tạo bởi lực F. Alpha là gốc tạo bởi cái lực F và độ dời. Độ dời ở đây là độ dời của quãng đường, nghĩa là nó sẽ dời từ vị trí này đến vị trí này. Nha, là phương của độ dời. Phương của độ dời và chiều của độ dời luôn. Nhớ độ dời là một đại lượng vectơ. Nó là một đại lượng vectơ có phương chiều và có độ lớn. Và F là một cái lực. Lực này chính là lực điện ha. Và gốc alpha. Trong bài học này các em phải cần phải làm rõ gốc alpha là gốc tạo bởi lực F và phương của độ dời, chiều của độ dời luôn. Trong trường hợp này nếu điện tích chuyển động dọc theo đường sức thì dẫn đến alpha nó sẽ bằng 0. Tại vì lực F nó sẽ cùng phương với độ dời. Điện tích Q chuyển động từ dương sang âm cùng phương với độ dời luôn ha. Cùng với lực F luôn. Chưa? Lúc này các em sẽ có được công thức là nó bằng F nhân S. Trong trường hợp này nó sẽ bằng F nhân S. Chưa nào? Bây giờ chúng ta xét một cái điện tích Q, một cái điện tích ha. Chuyển động theo một cái không phương, nó không phải là một đường thẳng. Nó chuyển động theo cái đường thẳng là từ M đến N. Thì lúc này công của lực điện tính như thế nào? Công của lực điện tính như thế nào? Thì thầy sẽ có như sau. Các em vẫn dùng công thức ở trên là A bằng F nhân S nhân cos alpha. Chứ nào? Hoặc là người ta viết là công thực hiện để điện tích chuyển động dịch chuyển từ M đến N. Từ M đến N. Thì nó bằng vectơ F nhân vectơ S. Khi các em đưa ra là F nhân S nhân cos alpha thì cũng giống công thức này thôi. F nhân S nhân cos alpha. Vậy chúng ta phải xác định được alpha là gốc như thế nào. Gốc alpha trong trường hợp này là gốc tạo bởi phương độ dời là vectơ MN và phương của lực F trừ của lực F chính là vectơ này. Đó là gốc alpha đây. Lúc này chúng ta sẽ thấy rằng á, nếu các em dùng cái tam giác vuông là MHN, cái tam giác là MHN nó vuông tại H. Chúng ta dùng định lý cos, tỷ số lượng giác là cos alpha bằng kề trên huyền, cos gốc alpha này. Chúng ta sẽ có cos của gốc alpha. Nó bằng cạnh kề này, còn cạnh này cạnh huyền. Cạnh kề là MH. Nhân cho, trên cho huyền là MN. Đúng không? Lúc này thầy sẽ rút ra được cái MH. Nó sẽ bằng MN nhân cos alpha. Thì rút ra được là cái đoạn MH. Cái đoạn này này bằng MN nhân cos alpha. Mình rút MH ra mình nhân chéo lên này. Mà MN á, MN chính là cái đoạn đường S không? S. Sau đó nhân cos alpha. Mà MH này mình ký hiệu là chữ D, chính là bằng khoảng cách giữa hai bảng dương và âm của cái bảng dương âm này, gọi là tụ điện, sau này các em học về tụ điện D. Đấy. Và chúng ta có D bằng S nhân cos alpha. Lúc này chúng ta sẽ đưa về công thức là gì? F nhân cho D. Vậy lúc này công nó sẽ bằng F nhân D. F S nhân cos alpha mình chuyển thành D.
chưa? Mà lực điện thì bằng Q nhân cho E. Các em lưu ý nha, lực điện thì bằng Q nhân E sẽ là nhân D. Vậy công thức công để dịch chuyển điện tích từ M đến N là bằng Q ED. Q ED nha, công thức này các em cần phải nắm để xác định công của lực điện là bằng Q E nhân D. Và chú ý nha, cái D này nó có giá trị đại số có thể âm, dương hoặc bằng 0. Và lưu ý khi chúng ta giải bài tập này để chúng ta xác định được cái độ lớn của A nha. Trong đó D là có độ dài đại số MH là cái đoạn này nha, nó có thể âm dương bằng 0. Vậy để làm sao để biết được là âm dương bằng 0 thì các em phải dựa vào cos alpha. Chúng ta phải dựa vào góc alpha này. Nếu góc alpha là tù, nếu góc alpha mà là tù nha, bây giờ ta phân trường hợp ra nha. Đầu tiên chúng ta sẽ trường hợp là chúng ta xét quy dương đi. Nếu điện tích quy dương, trong trường hợp hình vẽ này điện tích quy dương thì lúc này lực điện là sẽ làm cho cái điện tích di chuyển từ M đến N chẳng hạn. Sinh ra công dương. Tại sao? Quy dương thì lúc này các em thấy rằng góc alpha trong trường hợp này là góc gì? Góc alpha nó sẽ là, bây giờ mình xét trường hợp là góc alpha là nhỏ hơn 90 độ trước đi ha. Nếu alpha mà nhỏ hơn 90 độ, nghĩa là góc tạo bởi cái lực ép và cái chiều chuyển động, hay là phương có độ dời á, chiều có độ dời này là MN này, là vector nha. MN là một góc nhọn thì dẫn đến là cos của alpha nó sẽ là dương. Nếu alpha là góc nhọn thì cos alpha nó dương. Các em nhớ nha, alpha là góc nhọn thì cos alpha nó sẽ dương. Mà cos alpha dương thì dẫn đến là D nó sẽ dương. Tại vì D á, nó bằng S, S chính là MN đó, nhân cos alpha, nên nó sẽ dương. Nên D nó dương. Vậy nào, D nó dương. Mà D nó dương mà Q nó dương nữa thì dẫn đến suy ra công MN chính là công động, công này công dương. Chưa, công dương. Chưa các em. Trường hợp thứ hai, nếu mà alpha nó bằng 0, rõ ràng alpha bằng 0 thì lúc này chúng ta sẽ có cos 0 nó bằng 1. Mà cos 0 bằng 1 thì dẫn suy ra D nó bằng S luôn, D bằng lớn hơn 0 luôn. Suy ra A nó cũng lớn hơn 0, AMN nó sẽ bằng bằng cos alpha bằng 1 nó bằng QE QED luôn. Q nhân E nhân D chính là bằng S luôn các em. Đúng không? Trường hợp này chúng ta cũng không cần xét đâu. Đây, cái trường hợp alpha mà là góc tù thì sao? Nếu alpha là góc tù thì suy ra cos alpha nó phải âm. Cos alpha nó phải âm, đúng không? Tại vì cos của góc tù nó sẽ nhỏ hơn 0. Thì suy ra cái D này nó phải là âm. Đúng không? Cos phải âm thì dẫn D nó sẽ âm. Mà D âm mà kết hợp với quy dương, suy ra AMN sẽ là nhỏ hơn 0. Chứ nào? Hình dung không? Có nghĩa là công này là gọi công này là công cản rồi. Công cản. Được chưa? Còn nếu trường hợp vi âm thì các em vẫn dùng được công thức này. Các em vẫn dùng công thức này. Vậy là chúng ta chỉ cần tập trung vào cái D thôi nha các em. Vậy các em chỉ cần tập trung vào cái D. D âm hay dương là các em phải xác định được góc. Vậy chúng ta phải cần nhớ công thức này là một là V A bằng VED. Anh hãy vên em đi. Đây là một công thức để chúng ta nhớ. Anh vên em đi. Đúng không? Anh hãy vên em đi. Đây là công thức tính công của lực điện tác dụng lên của điện tích trong điện trường E. Chưa? Nhân D. Cái D này là cái gì? Và các em phải nhớ này. Khi mà các em làm mà các em tính D đó, D không phải là cái S nha. D chính là hình chiếu nha. Hình chiếu của cái gì? Hình chiếu của đoạn MN này này, lên trên cái phương của đường sức. Đây, phương chiều của đường sức là phương như thế này, thẳng đứng chiếu hướng xuống. Nên khi chúng ta chiếu cái đoạn MN lên trên đây, hình chiếu vuông góc lên đây, thì dẫn đến là sẽ ra được cái D. D chính là hình chiếu của cái độ dời lên trên phương đường sức nha. Các em nhớ cho thầy nha. D này, hình chiếu là hình chiếu của, cụ thể là của vector MN, là vector độ dời đó, lên trên phương đường sức. Lên phương của đường sức. Lên phương của đường sức. Chưa? Yeah.
Và cái D được xác định theo góc alpha. Chú ý góc alpha. Góc alpha là góc tạo bởi lực F và vector MN. Cụ thể trong trường hợp này là lực F và vector MN. Thế nào? F và vector MN. Thì cái D này nó sẽ âm khi góc alpha nó tù. Cái D này dương thì góc alpha nó sẽ là nhọn. Đấy, cái D là gì? Là hình chiếu của vector MN lên trên phương chiều của đường sức. Nghĩa là nếu mà MN, nếu mà góc alpha là góc tù này các em, nếu alpha là 90 độ thì MN nó sẽ hướng lên đây này. MN nó sẽ lên đây này, nên góc alpha lúc này nó sẽ tù. Thì dẫn đến là góc alpha tù thì dẫn D nó sẽ âm. D nó sẽ âm. Alpha nó tù thì D nó âm. Nha. Vậy là cái alpha là góc tạo bởi cái hướng của độ dời so với hướng của đường sức Y. Nha. Vậy nếu mà cái điện tích quy này nó chuyển động theo một đường gấp khúc thì như thế nào? Nếu mà chuyển động theo đường gấp khúc thì cũng tương tự như trường hợp là góc MB đến N thì các em cũng tính bình thường. Thì công trong trường hợp là từ M đến B thì nó cũng áp dụng công thức là bằng F nhân cho S1 cos alpha 1. Sau đó nó chuyển động từ B đến N thì nó bằng F nhân cho S2 cos alpha 2. Đây. F nhân S1 cos alpha 1 còn F nhân S2 cos alpha 2. Mà rõ ràng á, khi mà các em tìm hình chiếu của nó lên trên phương của đường sức á, thì rõ ràng nó bằng tổng hai cái đoạn này luôn, thì đúng bằng D luôn. Do đó F nhân cho S1 cos alpha 1 cộng cho F nhân S2 cos alpha 2 nó cũng bằng cái đoạn D luôn. Tại vì hai cái hình chiếu lên đây là hai cái đoạn này. Đoạn này sau đó cũng là cộng thêm cái đoạn này thì cuối cùng nó cũng bằng D. Vì thế công thức này cũng đúng luôn. Vậy là các em thấy rằng á, công của việc công mà khi mà thực hiện cho điện tích chuyển động trong đường trường đều á, nó không phụ thuộc vào quỹ đạo hay là dạng đường đi, mà nó chỉ phụ thuộc vào điểm đầu và điểm cuối thôi, theo phương của đường sức thôi nha, em lưu ý nha. Vậy từ đây chúng ta sẽ đưa ra là công của lực điện trong sự di chuyển của điện tích trong điện trường đều từ M đến N là AMN thì bằng cũng là VED, không phụ thuộc vào hình dạng của đường đi mà chỉ phụ thuộc vào vị trí của điểm đầu và điểm cuối của đường đi thôi. Các em vận dụng câu này, các em trả lời C1 là gì? Chúng ta hãy nêu sự tương tự giữa công của lực điện trong trường hợp này với công của trọng lực. Thì chúng ta biết rằng công của trọng lực là công thực hiện bởi lực hút của trái đất tác dụng lên vật. Thì công của trọng lực á, thì nó cũng không phụ thuộc vào hình dạng đường đi. Công của trọng lực nó cũng không phụ thuộc vào hình dạng đường đi, mà nó chỉ phụ thuộc vào vị trí điểm đầu và vị trí điểm cuối thôi. Giống như trường hợp công của trọng lực đây trái đất này, vật nó chuyển động theo cái chiều như thế nào cũng vậy, thì nó cũng chỉ phụ thuộc vào điểm đầu và điểm cuối, đúng không? Điểm đầu và điểm cuối thôi, điểm 1 và điểm 2. Dù nó chuyển động theo quỹ đạo nào chăng nữa thì công của trọng lực A của trọng lực nó cũng bằng là thế năng tại vị trí 1 trừ cho thế năng tại vị trí 2. Có nghĩa là chúng ta chỉ quan tâm vị trí 1 và vị trí 2 theo phương của trọng lực thôi, còn nó chuyển động theo quỹ đạo nào cũng được nha. Cũng giống như thế. Vậy sự tương tự ở đây là nó không phụ thuộc vào hình dạng của đường đi, mà chỉ phụ thuộc vào vị trí của điểm đầu và điểm cuối. Chưa? Theo phương của gì? Của đường sức, cũng như theo phương của trọng lực thôi. Chưa nào? Giống nhau ý này này. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về công của lực điện trong sự di chuyển của điện tích trong điện trường bất kỳ. Điện trường bất kỳ đây là điện trường mà gây ra bởi nhiều cái điện tích rất là phức tạp. Thì như thế nào? Thì người ta đã chứng minh được rằng á, công của lực điện trong sự di chuyển của một điện tích quy từ điểm M đến điểm N trong một cái điện trường bất kỳ, điện trường này bất kỳ nha, không nhất thiết phải là đều, không phụ thuộc vào hình dạng của đường đi từ M đến N, mà chỉ phụ thuộc vào vị trí điểm M và vị trí điểm N. Đây chính là một trong những đặc tính chung của điện trường tĩnh điện. Đặc tính này cho thấy trường tĩnh điện là một trường thế. Trường tĩnh điện là một trường thế. Để các em hình dung rõ hơn là trường thế là các em trả lời câu C2 này. Cho một điện tích điểm quy nằm tại tâm của một vòng tròn. Điểm quy. Quy này là một điện tích điểm quy tại tâm của đường tròn. Khi di chuyển một cái điện tích thử quy nhỏ
dọc theo cung MN của vòng tròn thì công của lực điện sẽ là bao nhiêu. Bây giờ giả sử như điện tích V này, này mình giả sử nó là điện tích dương đi, đúng không? Một cái điện tích điểm thử V nhỏ nó chuyển động theo một cái đường cong là một vòng tròn, à, cung MN là một vòng tròn, cung tròn, đúng không? Điện tích điện thử thì xét ở đây đi là V nhỏ. Giả sử V nhỏ này thì mình xét điểm V nhỏ này dương đi, dương âm không quan trọng nha, mình giả sử thôi, à, này không có nói rõ điện tích thì mình có thể cho bất kỳ. Thì công của lực điện sẽ bằng bao nhiêu? Khi nó di chuyển từ điểm đầu đến điểm cuối này thì công của lực điện là bao nhiêu? Thì chúng ta xét, nếu mà tính theo phương, đây này, đây là lực điện tác dụng lên cái điện tích này là lực hướng ra thế này. Trong khi cái chiều chuyển động của điện tích á, theo cung tròn á, là theo phương tiếp tuyến, à, là chiều của độ dời S. Vector độ dời S nó sẽ chuyển động theo, vector độ dời nó sẽ trùng với phương á, là tiếp tuyến của cái đường tròn này tại cái điểm này, xét tại điểm M đi, cung tròn. Thì lúc này các em thấy rằng cái lực điện á, cái lực điện á, nó sẽ vuông góc với cái độ dời S. Nha, lực điện nó vuông góc lên góc alpha này nó bằng 90 độ. À, có alpha bằng 90 độ. À, mà công thức tính công của lực điện á, trên độ MN á, thì nó bằng gì? À, V nhân E. À, V nhân E nhân D. Trong đó D nó phụ thuộc vào alpha, tại vì D nó bằng bằng cái bảng đường này nè. Nhân cos alpha, do đó cos alpha nó bằng 90 độ rồi. Thì mình sẽ suy ra cos alpha nó sẽ bằng 0. Chưa? Nên nó là công trên độ MN sẽ bằng 0. Nha. Vậy là công trên công trong trường hợp là điện tích Q chuyển động trên cung tròn MN là bằng 0. Vì vector độ dời nó sẽ vuông góc với lực điện nha. Vuông góc với lực điện. Vì F điện nó vuông góc với vector độ dời S nên suy ra alpha bằng 90 độ thì dẫn đến là cos alpha nó bằng 0. Thì suy ra D nó sẽ bằng 0. Mà D bằng 0 thì dẫn đến công nó bằng 0 thôi ha. Các em lưu ý nhiều em không biết tại sao góc này góc vuông thì các em biết rằng á, cái phương của bán kính nó sẽ vuông với tích tuyến nha. Phương của bán kính nó sẽ vuông với tích tuyến, do đó là cái vector F điện này nó sẽ vuông góc với phương của tích tuyến. Do đó nó sẽ vuông góc với phương của độ dời, vector độ dời S này nè. À, cái độ dời là gì thì các em biết rằng độ dời á, là chúng ta biết rằng độ dời chính là vector nối từ vị trí đầu đến vị trí cuối nha. Ví dụ như vị trí đầu là M, vị trí cuối là N thì chúng ta nối lại một, chúng ta nối một cái đường thẳng, sau đó chúng ta đánh mũi tên vào thì nó gọi là vector độ dời nha. Ở lớp 10 chúng ta đã học về độ dời rồi đó, nên là vector độ dời. Vector độ dời nó có thể âm dương hoặc là bằng không là do cái góc alpha đó. Cho cái chiều của nó em. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về thế năng của một điện tích trong điện trường. Khái niệm về thế năng của một điện tích trong điện trường giống như khái niệm về thế năng của một vật trong trường hấp dẫn vậy. Có nghĩa là một vật ở trên cao thì sẽ có thế năng gọi là thế năng trọng trường. Còn ở đây cũng vậy, một điện tích mà đặt trong điện trường của một điện tích khác thì chắc chắn nó phải có thế năng. Thì thế năng gọi là thế năng của một điện tích trong điện trường. À, vậy công thức của nó tính như thế nào? Tương tự như thế năng của một vật trong trọng trường thì thế năng của một điện tích Q trong điện trường đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường khi đặt điện tích đó tại một điểm mà ta xét trong điện trường nha. Ta sẽ lấy số đo thế năng của điện tích trong điện trường là công mà điện trường có thể sinh ra khi cho cái điện tích đó di chuyển từ điểm mà ta xét đến điểm mốc để tính thế năng. Điểm mốc được coi là cái vị trí mà nó không có khả năng sinh công. Giống như là chúng ta biết rằng á, một vật ở trên cao thì thông thường chúng ta chọn mặt đất là mốc thế năng. Tại vì vật mà nằm ở vị trí này rồi thì không bao giờ có khả năng sinh công. Chỉ có vật có thể ở độ cao này mới có khả năng sinh công so với vị trí mốc thế năng này. Thì nhắc lại cái vị trí mốc thế năng của trái đất chúng ta để chúng ta dễ hiểu trong trường hợp này. Mốc thế năng. Chờ. Thì vật á, ở vị trí này thì nó sẽ tự sinh công bằng cách là nếu chúng ta thả ra thì nó tự rơi xuống. Đúng không? Còn nếu mà vật ở đây á, nó không có khả năng thực hiện công. Còn vật ở đây mới có khả năng thực hiện công. Vì thế ở đây sẽ có thế năng, còn ở đây không có thế năng. Ở vị trí mà không có khả năng thực hiện công hay là không có thế năng đó thì người ta gọi là mốc thế năng.
thì vị trí này thế năng bằng 0, mất thế năng. Tương tự ở đây cũng vậy, chúng ta sẽ xét tới thế năng như sau. Đối với một điện tích quy dương chẳng hạn, đặt tại một điểm M trong điện trường đều, thì công của lực này được tính bằng, công này tính bằng QED. Mà QED này chính là giống như trường hợp này là công của trọng lực. Các em học ở lớp đó, lớp 10 là công của trọng lực á, thì bằng thế năng tại vị trí 1 này này, trừ cho thế năng tại vị trí 2 là vị trí mặt đất này. Mà thế năng tại vị trí 2 bằng 0 luôn, thì nó bằng công thế năng tại vị trí 1 luôn. Do đó nếu mà chúng ta xét một cái điện trường, một cái điện tích dương như thế này, thì ở đây là một điểm M, đặt một điện tích quy dương ở đây, thì lúc này điểm M này nó sẽ có thế năng, và thế năng của nó cũng tương tự như vậy. Đây là trái đất của chúng ta, giống như trái đất, đây là một cái vật chẳng hạn, thì lúc này thế năng chính là bằng công của lực điện luôn. Trong trường hợp này lực điện hướng ra bằng công của lực điện luôn các em, công của lực điện bằng Q nhân E nhân D và bằng thế năng tại điểm M luôn. Tại sao mình không có trừ thế năng tại mốc thế năng? Tại vì thế năng tại mốc thế năng là vị trí mà không có khả năng, hết khả năng sinh công rồi, nên thế năng tại vị trí đó nó sẽ bằng 0. Chúng ta coi như là chúng ta không cần trừ cho thế năng tại vị trí đó nha. Thường thì thế năng ở tại vị trí đó đối với điện tích dương thì nó ở xa vô cùng, nó ở xa vô cùng nha. Mà ở xa vô cùng thì lúc này không có điện trường, mà không có điện trường thì không có lực điện, mà không có lực điện thì dẫn đến là không có thế năng. Cái mình dùng không là ở xa vô cùng. Vô cùng là ở đâu? Là ở rất là xa, ở những nơi nào mà không có điện trường do điện tích này gây ra đó, thì gọi là thế năng bằng 0. Mình dùng chưa? Vậy là thế năng tại điểm M được tính bằng công của điểm M, làm cho công của điện tích đó, làm cho cái điện tích đó di chuyển từ điểm M ra xa vô cùng, từ điểm M chạy ra xa vô cùng, cái lực điện này. Vậy là thế năng tại M chính là bằng công của lực điện làm cho điện tích dịch chuyển từ điểm M ra xa vô cùng. Các em phải thuộc cái thầy công thức này nha, phải hiểu công thức này. Và nó bằng gì? Nó bằng, đúng là bằng thế năng tại M trừ cho thế năng tại vô cùng. Mà thế năng tại vô cùng coi như bằng 0, nên mình coi như công mà làm cho điện tích di chuyển từ điểm M đến ra xa vô cùng thì bằng thế năng tại điểm M. Hiểu chưa nào? Đấy, em nắm chưa cho thầy. Vậy chúng ta sẽ tìm hiểu cái sự phụ thuộc của thế năng vào điện tích vi như thế nào. Giống như sự phụ thuộc của thế năng vào khối lượng của vật. Trong trường hợp thế năng trọng trường thì nó phụ thuộc vào khối lượng của vật. Thì trong trường hợp này các em thấy rằng thế năng của điện tích vi á, nó sẽ phụ thuộc vào cái gì? Đây. Vì độ lớn của lực điện á, luôn tỷ lệ với điện tích thử Q. Tại vì chúng ta ép điện nó bằng gì? Bằng Q nhân E, nên nó tỷ lệ với điện tích, độ lớn của điện tích Q. Nên công mà làm cho điện tích đó di chuyển từ M ra xa vô cùng, đúng không? Đó. Nó cũng tỷ lệ với một cái, nó cũng tỷ lệ với Q luôn. Với một cái hằng, một hằng số nào đó đây này. Này, thế năng này nó cũng tỷ lệ với Q luôn. Này. Công á, tỷ lệ với Q. Thì thế năng nó cũng tỷ lệ với Q. Nhưng mà nó tỷ lệ với một cái hệ số này này. Cái hệ số này là cái gì thì mình học ở bài sau. Hệ số này sau này các em sẽ hiểu nó là điện thế. Mình học ở bài sau nha. Đây chính là điện thế ha, điện thế. Vậy VM là một cái hệ số tỷ lệ thôi, nó không phụ thuộc vào Q mà chỉ phụ thuộc vào vị trí của điểm M trong điện trường đó. Nghĩa là vị trí gần, càng gần điện tích thì điện thế của nó sẽ càng lớn, nghĩa là cái V hệ số này nó càng lớn, và càng ra xa thì nó sẽ càng về không. Bài sau mình sẽ học về hiệu điện thế thì mình sẽ hiểu rõ hơn cái chữ VM này tại vị trí mà trong điện trường nha. Về công của lực điện và độ giảm thế năng của điện tích trong điện trường, chúng ta sẽ tìm hiểu công của lực điện. Thì các em đã học rồi, công của lực điện, công của trọng lực thì bằng độ giảm thế năng. Đây này, công của trọng lực thì bằng độ giảm thế năng. Có nghĩa là các em lấy thế năng tại vị trí đó trừ cho thế năng tại vị trí mốc thế năng, là vị trí thấp hơn á. Cụ thể là vị trí có thế năng thấp hơn, chính là độ giảm thế năng. Cái độ giảm là sao? Độ giảm là các em lấy thế năng ban đầu là thế năng lớn hơn trừ cho thế năng ban đầu. Cái lớn hơn hay nhỏ hơn nó cũng phụ thuộc vào cái mốc chúng ta chọn nữa nha. Các em có cần hiểu rằng độ giảm thế năng là hiệu của thế năng ban đầu trừ cho thế năng lúc sau. Và lưu ý là độ giảm thế năng này phải lớn hơn không, tại vì công, nếu mà công này dương thì hiển nhiên là độ giảm thế năng nó phải dương thôi. Còn công này âm thì độ giảm thế năng nó sẽ âm thôi. Các em chỉ cần hiểu là hiệu của thế năng ban đầu trừ cho thế năng lúc sau. Vậy là khi một điện tích Q mà di chuyển từ điểm M đến điểm N trong một điện trường thì công mà lực điện tác dụng lên điện tích đó sẽ sinh ra
đúng bằng cái độ giảm thế năng, bằng độ giảm thế năng của điện tích quy. Ví dụ như chúng ta có công từ M đến N thì bằng độ giảm thế năng là thế năng tại M trừ thế năng tại N. Còn nếu mà công mà từ M ra xa vô cùng thì bằng thế năng tại M trừ thế năng tại vô cùng thì nó sẽ bằng không. Nên là nãy giờ mình đang nói là làm cho điện tích chuyển ra xa vô cùng nên thế năng tại điểm sâu là bằng vô cùng, bằng không. Do đó nó bằng đúng bằng độ giảm thế năng ha. Độ giảm thế năng nha. Vậy thế năng của một điện tích điểm thử quy trong điện trường của một điện tích điểm quy lớn nêu ở câu C2 sẽ thay đổi như thế nào khi quy chuyển động dọc theo cung MN? Thì các em biết rằng khi mà cái quy nó dịch chuyển dọc theo cung MN, cung tròn MN thì công nó bằng không. Công á, trên đoạn MN nó bằng không. Mà công thì bằng thế năng tại M trừ cho thế năng tại N nó bằng không. Vậy là cái thế năng tại M nó bằng thế năng tại N không? Tại vì hiệu hàng này bằng không thì hai này thế năng bằng nhau. Mà thế năng bằng nhau là những cái vị trí đó, những cái điện tích đó mà di chuyển trên một cái mặt như vậy gọi là mặt đẳng thế. Người ta gọi là đẳng thế. Tất cả những cái vị trí đó đều có thế năng như nhau thì gọi là đẳng thế. Là nghĩa là cùng điện thế, cùng thế năng. Sau này cũng là cùng điện thế luôn. Người ta gọi là mặt đẳng thế. Vậy sau chúng ta sẽ học kỹ hơn nhé. Vậy là chúng ta sẽ suy luận ra được công thức này. Công của lực điện làm cho điện tích dịch chuyển từ M đến N sẽ bằng thế năng tại M trừ cho thế năng tại N. À, cũng giống như thế năng trong trọng trường thôi. Trong của trọng trường thôi. Đấy, đó là nội dung của bài học này nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào hướng dẫn các em giải bài tập nha. Câu 1, các em viết công thức tính công của lực điện trong sự di chuyển của một điện tích trong điện trường đều, thì câu rõ ràng chúng ta áp dụng công thức A bằng QED thôi. Anh ơi, hãy quên em đi. Đấy, công thức này. Tuy công thức này nhìn rất là dễ nhưng mà khi áp dụng về dấu á, thì các em thấy nó rất là lủng củng đúng không? Từ từ mình sẽ quen nha. Và các em phải lưu ý về cái D cho thầy là được. Còn cái dấu quy bao nhiêu âm hay dương thì các em thay vào đây bình thường. Vấn đề cái D này chính là chúng ta xác định vào góc alpha cho thầy nha. Nêu đặc điểm của công của lực điện tác dụng lên điện tích thử quy khi cho quy chuyển động trong điện trường. Thì đặc điểm của công lực điện tác dụng lên một điện tích thử á, di chuyển trong điện trường nó sẽ không phụ thuộc vào hình dạng đường đi. Không phụ thuộc vào hình dạng đường đi, dù có thẳng hay gấp khúc gì đó, nó không phụ thuộc vào. Mà nó phụ thuộc vào vị trí điểm đầu và vị trí điểm kết thúc, hay là vị trí điểm cuối đó, theo phương của đường sắt thôi. Vị trí điểm đầu và vị trí điểm cuối theo phương của đường sắt, nó không phụ thuộc vào hình dạng đường đi nha. Câu số 3 là thế năng của điện tích quy trong điện trường phụ thuộc vào quy như thế nào? Thế năng của điện tích quy trong điện trường nó phụ thuộc vào quy như thế nào thì nó sẽ tỷ lệ thuận với quy ha, thông qua công thức là gì? Thế năng tại điểm M thì nó sẽ bằng công của lực điện làm cho điện tích đó di chuyển từ điểm M ra xa vô cùng, thì nó sẽ tỷ lệ thuận với điện tích quy. Đây, chúng ta vừa làm cái mục số 3 đó, tỷ lệ thuận với điện tích quy nha. Câu số 4, cho điện tích thử quy di chuyển trong một điện trường đều dọc theo hai đoạn thẳng MN và NB. Dọc theo hai đoạn thẳng MN và NB. Dọc theo. Biết rằng lực điện sinh công dương và MN lại dài hơn NB. Lực điện sinh công dương nghĩa là công A nó phải lớn hơn không? Công dương. Hỏi kết quả nào sau đây là đúng khi so sánh công AMN và ANB? Rõ ràng công thức chung chúng ta tính nó là bằng QED. QED. Đúng không? QED. Cái D ở đây không phải là đoạn MN nha, tại vì đoạn MN này nó có thể là như thế này. Ví dụ chúng ta tính theo phương trường sức như thế này, đoạn MN nó có thể dài hơn nó như thế này. MN. Đúng không? Dài hơn đoạn NB. Mình NB nó lại ngắn hơn mà nó lại như thế này. Đây là NB. Thì lúc này chưa chắc cong trên đoạn MN đã lớn hơn. Tại vì nếu mà nó còn phụ thuộc góc alpha nữa, góc tạo bởi cái phương của độ dời so với phương của đường sắt nữa. Nó còn phụ thuộc vào góc nữa các em. Chưa chắc nó dài hơn là cong nó lớn hơn. Nha. VED, D ở đây không phải là cái
cái quãng đường nó đi được, mà cái D ở đây chính là hình chiếu của cái phương của độ dời so với phương đường sức. Do đó cái đoạn MN nó dài hơn thì chưa chắc cong nó lớn hơn. Các em hình dung không? Tùy nó phụ thuộc vào góc alpha. Trong trường hợp này góc alpha nó lớn hơn không, trong khi alpha trường hợp này nó alpha nó bằng 0 đi. Tuy là MN nó lại ngắn hơn, MNB nó lại ngắn hơn, nhưng mà cong lại lớn hơn. Tại vì vị trí điểm đầu và vị trí điểm cuối theo phương đường sức đó, nó dài hơn DMN. Trong trường hợp này mình chiếu lên á thì D của MN, D của NB chứ. D này D của MN này, chiếu lên đây này. Còn D hút này là D của NB này, nó dài hơn này. Do đó cong nó lớn hơn. Mình nhung không? À. Vậy nó có thể bằng, có thể lớn hoặc có thể nhỏ hơn. Thì nó có thể xảy ra cả ba khả năng luôn các em, chọn của D nha. Trường hợp này thầy vẽ là cong NB lớn hơn. Ví dụ như tôi vẽ trường hợp khác thì cong của NB nhỏ hơn như sau. Đây là phương đường sức E này, trong điện trường đều nha. Bây giờ MN nó dài hơn nhưng mà thầy vẽ cái góc của nó nhỏ. À, M này, N này. Cái góc nó nhỏ so với phương đường sức nó góc nó nhỏ. Trong khi á, thằng kia nó ngắn hơn, trong khi nó lại góc nó lớn nữa thì chắc khi nó nhỏ hơn hiển nhiên rồi. Đúng không? N này, B này. Chuyển động thì chiều này thì nó hợp với phương đường sức nó như thế này, góc nó bự hơn. Nó vừa ngắn rồi góc nó càng to nữa thì hiển nhiên cong nó càng nhỏ hơn. Hoặc nó có thể bằng luôn, bằng là như thế này. Đây phương đường sức nha, nó bằng, ví dụ MN thì vẽ dài hơn. Đây là M này. N nó chuyển động từ đây đến đây đúng không? Trong khi á, NB nó là như thế này. Đó, nó bằng luôn. N N trùng với M, B chỗ này, đó. Chứ này nó cùng cái D luôn. Không, trường hợp này công bằng nhau. Chưa, do đó là nó có thể xảy ra ba khả năng này. Theo câu số 5, một cái electron di chuyển được một đoạn đường 1 cm dọc theo một đường sức điện dưới tác dụng của lực điện trong một điện trường đều có cường độ điện trường là 1000 V/m, hỏi cong của lực điện có giá trị nào. Nhưng bây giờ các em để ý, dưới tác dụng của lực điện trong một điện trường đều có cường độ E bằng 1000 V/m di chuyển dọc theo đường sức là 1 cm, thấy không? Mày thấy có S bằng 1 cm. Bây giờ mình tính cong của lực điện ha. Cong lực điện A thì bằng Q nhân E nhân D, mà Q chính là điện tích electron nha, là âm nha, âm 1,6 nhân 10 mũ trừ 19 nhân E là 1000 nhân D. Đó, vấn đề ở đây là mình xác định D nha. Các em để ý cái chiều chuyển động của E này, E nó di chuyển một đoạn đường dọc theo đường sức luôn dưới tác dụng của lực điện trường. Chuyển động dọc theo đường sức. Nó chuyển động dưới tác dụng của lực điện ha. Bây giờ các em để ý cái hình vẽ thôi thầy nha. Đây là giả sử như đường sức E như thế này, trong điện trường đều, hướng từ đây sang đây, bên này là dương, bên này là âm thì nó sẽ hướng từ đây sang đây đúng không? E nó hướng như thế này. Mà điện tích electron là âm. Âm á, thì nó dưới tác dụng của lực điện nó thực hiện cong, thì dẫn đến là cái dương nó hút cái âm nên cái lực điện nó hướng sang này. Cái lực điện nó hướng sang đây này. Lực điện nó hướng sang đây. Chưa? Chưa? Rồi cái D xác định như thế nào đây? Cái E trong này chuyển động dọc theo đường sức mà nó chuyển động ngược chiều điện trường, nên chắc chắn cái D này nó phải âm nha. Các em lưu ý E trong chuyển động này theo phương đường sức mà ngược chiều điện trường, tại vì cái lực điện nó hướng sang này. Thì lúc này á, khi chúng ta chiếu cái độ dời và so với phương đường sức nó sẽ âm 180 độ, nghĩa là góc tạo bởi cái chiều của đường sức này và chiều của độ dời là hướng sang này này là 180. Ha. 180 độ. Nên các em sẽ nhân cái này, D sẽ bằng gì? Bằng S. S là mình có này, nhân cho cos 180 độ. Dạ, yeah. Thay vào. Một cos 180 độ bằng trừ 1, gặp trừ thành cộng luôn, 1,6. Nhân 10 mũ trừ 19 mà nhân 10 mũ 3 là 10 mũ trừ 16. Nhân cho S là bằng 1 cm là 10 mũ trừ 2.
7/7 bằng 1.6 nhân 11/18, 18 joule. Dạ. Câu D đúng không các em? Vậy là thầy ghi ở đây nha. Vậy cái D này nó âm khi mà hướng của độ dời nó ngược với hướng của đường sức. Khi mà hướng độ dời nghĩa là vector MN là chiều hướng, nãy mình học mình ghi ước là MN đi. Hướng của cái độ phương độ dời, hướng độ dời nó sẽ ngược. À, nó sẽ là khi MN hợp với vector đường sức E này là lớn hơn 90 độ nha, thì nó sẽ là D nó M này chuyển động đến N này đó. Chờ các em đó, M chuyển động đến N dẫn đến hướng của độ dời nó ngược chiều với hướng đường sức, nên cái D này nó sẽ âm thay vào thôi nha. Tiếp tục câu số 6. Một cái điện tích di chuyển trong điện trường dọc theo đường cong kín, cái đường cong này là kín rồi, xuất phát từ điểm M rồi trở lại điểm M, vậy công của lực điện bằng bao nhiêu? Chắc chắn là đường cong kín rồi thì dẫn đến là công của lực điện nó sẽ bằng không, tại vì vị trí đầu và vị trí cuối nó trùng nhau nên D nó bằng không. Dạ, thì dẫn đến công nó bằng không nha. Câu số 7. Một electron được thả không bằng tốc đầu ở sát bảng âm trong điện trường đều giữa hai bảng kim loại phẳng tích điện trái dấu. Xét bảng âm nha, một electron. Thì sửa đây bảng âm đi. Một electron đặt xét bảng âm. Đường sức điện là sẽ hướng từ dương sang âm. Rồi. Trong điện trường đều giữa hai bảng kim loại phẳng tích điện trái dấu, cường độ điện trường là 1000V trên mét, khoảng cách là 1 xăng. Tính động năng của electron khi nó đập vào bảng dương. Đập vào bảng dương, rõ ràng cái lực điện nó sẽ hướng như thế này, làm cho cái độ dời của nó chuyển động từ đây sang đây, là từ M sang N bên này. Bây giờ mình tính cái động năng. Muốn tính động năng thì các em phải nhớ, các em phải tính công của lực điện ha. Công lực điện thì bằng độ biến thiên động năng, nhớ nha. Công của lực điện bằng động năng lúc sau là ở vị trí M, trừ cho động năng lúc đầu là ở vị trí N. Cái này vị trí N, M, N, vị trí N nha. Lúc sau là vị trí N, là ở bảng dương. Còn ở vị trí M là bảng âm. Bây giờ mình đi tính cái gì? Mình đi tính công của lực điện ha. Thì các em dùng công thức công của lực điện á, A từ M đến N sẽ bằng Q nhân E nhân D. Vấn đề mình xác định cái D thôi nha. Cái D là được. Bao nhiêu? Q là âm rồi. Thì nó chính là âm 1.6 nhân 10 mũ trừ 19. Nhân E là 1000 rồi này, đúng không? E là 1000. Nhân cái D, các em thấy lúc này cái độ dời nó di chuyển từ đây sang đây không? Từ M, từ bảng âm sang bảng dương không? Nó dời. Nó cùng phương với đường sức nhưng mà lại ngược chiều với đường sức. Nó ngược chiều với đường sức, do đó góc alpha nó là góc tù. Cái D nó âm. Cái D nó sẽ âm. Âm bao nhiêu? Âm 1 cm. Không thì các em đi là 1 nhân cos 180 cũng được. Thì các em đi âm 1 cm là nhân cho âm 0.01 m, chứ nào, với D bằng âm 0.01 m. Chờ đến đây mình sẽ tính ra đoạn 1.6 nhân 10 mũ trừ 16 joule, và công của lực điện này nó bằng độ biến thiên động năng, mà động năng ở vị trí là điện tích đặt xét bảng này bằng không, nên cái động này bằng không, nên nó bằng động năng luôn, bằng động năng tại N, tại vị trí ở bảng dương luôn. Động năng thì bằng 1/2 M với bình. Từ đó các em sẽ tính được cái vận tốc đúng không? Bài toán này chỉ tính động năng thôi đúng không? Tính động năng của trong khi nó đập vào bảng dương. Đây, chính là động năng này. Chính là bằng như đây luôn. Còn khi nào tính vận tốc nữa thì các em đưa công thức ra. Rồi các em sẽ tính vận tốc ra. Bạn lấy cái này nhân 2 chia cho khối lượng electron. Nếu đề bài yêu cầu tính vận tốc. Còn nếu tính động năng thì xong rồi. Tại vì động năng á của cái điện tích này ở bảng âm nó bằng không, tại vì nó nằm ở vị trí sát bảng âm và vận tốc bảng đầu bằng không. Mình tính cái V tại đây này, tính cái động năng tại đây thôi. Câu 8 là cho một điện tích Q dương đặt tại điểm O, sau đó đặt một cái điện tích Q âm, V nhỏ nha, tại điểm M, chứng minh rằng thế năng của Q nhỏ ở M là âm.
Giả sử tại điểm O này các em, mình đặt một cái điện tích quy, điện tích quy lớn lớn hơn không nè. Sau đó một điểm M đặt một điện tích là quy nhỏ nhỏ hơn không, viết dấu cộng luôn nha. Rồi lúc này á, chúng ta biết rằng để chúng ta chứng minh thế năng tại M thì bằng gì? Bằng công của lực điện làm cho điện tích quy nhỏ này chuyển động từ M ra xa vô cùng, thì nó sẽ bằng thế năng tại M. Công thức này này các em, đây, bằng thế năng tại M, công thức này 4.3. Các em xem lại công thức 4.3 chưa nào. Đáng lẽ nó bằng thế năng tại M trừ cho thế năng tại vô cùng, nhưng mà do thế năng tại vô cùng bằng không rồi nên nó bằng thế năng tại M thôi. Tiếp tục để biết được nó âm hay dương thì mình sẽ tính cái công này nha, bằng cái gì luôn nha. Vậy là suy ra thế năng tại M sẽ bằng công, mà công thì bằng Q nhân E và nhân D, đúng không? Mà cái Q này nó âm nha, mà Q này nó âm, để giải thích cho Q âm, D như thế nào các em? D này nó dương âm. Thì các em thấy rằng cái điện tích Q này di chuyển từ điểm M ra xa vô cùng, thì dẫn đến là M đến N đây, đây M là N là vô cùng đi, thì dẫn đến cái D này nó sẽ là cái chiều đường xuất hướng ra nha, tại vì điện tích này điện tích dương nên đường xuất E này nó hướng ra, đường xuất E nó hướng ra, còn tất nhiên lực điện nó hướng vào rồi. À, thì điện tích mà di chuyển từ N M ra xa vô cùng thì lúc này cái D nó sẽ cùng phương cùng chiều với E, nghĩa là cái độ dời á, cái độ dời nó cùng chiều với E, MN nó cùng phương cùng chiều, nha. D nó sẽ là dương vì chiều của điện tích Q cùng chiều của E, chiều di chuyển á của Q cùng chiều với E, cùng phương cùng chiều với E, được chưa nào các em? Đấy, nên dẫn đến cái D nó dương, mà D nó dương, Q nó âm thì dẫn đến cái này nó sẽ âm. Cái này suy ra đi, suy ra về. Yeah, đó.